Điều gì đã biến Yên Tử thành một trong những đệ nhất danh sơn của nước Việt? Phải chăng bởi những đỉnh cao ngút ngàn nghìn năm mây trắng lưu giữ khí thiêng trời đất? Hay bởi thiền phái gắn với rừng trúc do một thượng hoàng cởi long bào khoác áo cà sa sáng lập? Cũng có thể do bao huyền tích về những con người từng tu hành ở non cao mà người dân bản địa vẫn truyền miệng từ bao đời. Nhiều lắm những giá trị hun đúc nên linh khí của Yên Tử, biến nơi đây thành vùng đất thiêng mà Phật tử và người dân bốn phương đều hướng về với lòng thành kính, ngưỡng vọng. Núi Yên Tử nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, không quá cao, chỉ hơn 1.000 mét. Người xưa thường nói, núi không cốt ở cao mà phải có tiên ngự, sông không cốt ở sâu mà phải có rồng ở. Xưa kia, Yên Tử có tên là Bạch Vân Sơn vì những đỉnh núi quanh năm mây trắng. Tục truyền có một đạo sĩ người Trung Quốc tên An Kỳ Sinh nhìn ngắm địa thế biết là núi thiêng nên lên núi luyện thuốc trường sinh. Ông chữa bệnh cứu người nên nhân dân trong vùng rất cảm mến. Sau một đêm mưa to gió lớn, người dân lo ngại cho đạo sĩ lên núi tìm nhưng không thấy, chỉ thấy một tượng đá hình người. Yên Kỳ Sinh tu tiên đắc đạo mà hóa đá. Từ đó Bạch Vân Sơn được đổi tên thành Yên Tử Sơn. Từ một vùng đất hun đúc linh khí của trời đất mà trở nên linh thiêng, chứa đựng bao câu chuyện huyền thoại, là nơi tìm đến của bao tăng nhân khi muốn tu hành. Cách đây 700 năm, một sự kiện trọng đại của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã biến nơi đây thành vùng đất tâm linh, một vùng đất của Phật, của Thiền. Để giờ đây, Yên Tử trở thành một điểm hành hương của nhân dân và Phật tử bốn phương. Trăm năm tích đức tu hành, chưa đi Yên Tử chưa thành quả tu. Điểm đến cuối cùng của các cuộc hành hương bao giờ cũng là chùa Đồng. Tử, đâu đâu cũng thấy những dấu tích Phật giáo. Khu vực tháp tổ được xem là trung tâm và linh hồn của cả non thiêng. Ở Yên Tử, không công trình xây dựng nào nhiều bằng bảo tháp. Thông thường, mỗi nhà sư viên tịch thì các đệ tử lại dựng lên một ngôi tháp để chứa xá lị sư phụ mình. Vườn tháp tổ đã chứng tỏ sự hưng thịnh một thời của Phật giáo Đại Việt. Đây là tháp Huệ Quang, ngôi tháp quan trọng nhất trong vườn tháp tổ. Huệ Quang Kim Tháp đặt giữa lăng Quy Đức có 6 tầng, cao 10 mét. Mỗi tầng là một khối đá xanh vuông vức, càng lên cao càng thu nhỏ lại. Đây là tháp chứa xá lị của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, người đã cởi hoàng bào khoác cà sa, lập nên dòng Phật giáo Trúc Lâm đặc trưng của nước Việt. Vua Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh, một vị anh hùng của dân tộc, một nhà tư tưởng lớn và có công cực kỳ lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Sau khi mà chiến thắng xong, nhường ngôi cho con trai và vào núi Yên Tử để tu hành. Thế nhường một cái vị trí cao nhất xuống một cái nơi tâm linh để làm công việc tâm linh tu hành. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, Kỷ Hợi 1290, tháng 8, Thượng Hoàng từ Phủ Thiên Trường lại xuất gia vào núi Yên Tử tu khổ hạnh. Trước khi vào Yên Tử, Đức Thượng Hoàng đã xuống tóc, thực tập xuất gia ở chùa Vũ Lâm, Gia Khánh, Ninh Bình.
Chùa Cẩm Thực nằm ngay dưới chân núi Yên Tử. Đây chính là nơi Đức Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nhịn ăn, chỉ uống nước cầm hơi, thể hiện quyết tâm tu hành bởi Ngài đã giác ngộ. Thế số một hơi tàn, thời tình đôi mắt bạc, cõi chết vây bổ gấp, nước Phật vẫn đang xuân. Chùa Giải Oan cũng là dấu tích ghi nhận ý chí xuất gia của người đang nắm quyền lực trùm thiên hạ. Tương truyền, khi Đức Thượng Hoàng vào núi tu hành, các cung tần mỹ nữ đã đến bên bờ suối Hổ Khê năn nỉ xin Thượng Hoàng chuyển ý. Khi thỉnh cầu không được chấp nhận, hàng trăm người đã nhảy xuống suối tuẫn tiết. Thượng Hoàng cảm khái, lập đàn tràng Giải Oan cho các cung nữ. Chùa Giải Oan được xây dựng trên nền đàn tràng. Suối Hổ Khê từ đó cũng được đổi tên thành suối Giải Oan. Giải hết tấm lòng ngay với Chúa, oan theo dòng nước sạch cùng vua. Từ bỏ ngai vàng quyền lực vào núi tu khổ hạnh, tìm đường giải thoát cho chúng sinh. Việc làm này có phần tương đồng với Đức Phật xưa kia. Trần Nhân Tông xứng đáng là bậc tổ tôn kính của Phật giáo Việt Nam.